Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Như tất cả quý vị các bạn đã theo dõi kênh Điện tử Tuấn Thắm Video trong suốt tuần qua, thì hôm trước em Tuấn cũng có khui thùng, phải nói là dùng từ khui thùng ở trong kho ra 10 chiếc ba cây gậy các bạn. Và em Tuấn có hứa là khi em Tuấn dọn xong từng chiếc thì sẽ lên sóng chi tiết từng chiếc và sẽ báo giá cụ thể cho quý vị các bạn. Và đây, những chiếc này là em vừa mới dọn xong này. Đấy, ở trên kia thì còn 3 chiếc này. Đấy, ba chiếc đấy cũng em cũng mới dọn xong nhưng mà chưa chưa có video chi tiết đúng không ạ? Hôm nay em sẽ lên cây này trước và bán cây này trước các bác nhé. Và ở phía bên này em cũng đang còn khoảng độ 1 2 3 4 5 6 cây nữa, 6 7 cây gì đó. Cũng còn rất là nhiều. Và ở phía dưới đây nữa này. Đấy, cũng còn khá là nhiều đúng không? Ở dưới cái tủ kia. Đó. Và đây là một cái video clip dành riêng cho bác nào đang tìm dòng Sony 1110S hay còn gọi là Sony ba cây gậy tuyệt đẹp các bác ạ. Phân khúc này là phân khúc 4 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Và 4 triệu 500 ngàn đồng thì chúng ta có phải mua đắt không? Hay là mua đúng giá trị của chiếc đài này? Và chúng ta sẽ theo dõi cái clip em Tuấn sẽ quay chi tiết về phần thân vỏ cũng như là hoạt động của chiếc đài này nhé. Và vì sao nó lại ở cái mức giá 4 triệu rưỡi. Đây là phần thân vỏ của chiếc đài này. Và em Tuấn quay cũng rất là cẩn thận, rất là chậm và rất là gần. Và đèn bật rất là nhiều đèn LED để cho nó sáng. Để các bác có thể nhìn này. Từng chi tiết, từng góc cạnh, từng phần mạ một. Tất nhiên để giữ được một cây đài đẹp này sau khoảng độ gần 40 năm rồi thì nó cực kỳ là hiếm gặp đúng không ạ? Các bác nhìn này. Cái độ đẹp của nó đấy, đúng không ạ? Đây ở đây nó cũng có chầy một xíu này. Nhưng mà nhỏ lắm. Cho phép đúng không? Đây là phần cục giữa. Tất cả các phần cần gạt này. Núm nút là nguyên bản hết nhé. Và chiếc đài này đang hoạt động tốt phần băng cassette, auto revert và có cả radio FM AM bắt rất là tốt nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ quan sát qua phần chrome ở trên bàn mặt bàn chỗ bàn phím mặt cục giữa này. Từ những cái chỗ volume này. Bàn phím này. Rất là mới đúng không ạ? Thì bác nào muốn xem hình chi tiết thì các bác có thể vào trong Zalo của em. Kết bạn Zalo theo số điện thoại 0822 111 444 thì ở trong đó em có đăng ảnh full HD rồi thì các bác xem rất là nét. Quay sách zin nhá. Anten zin. Và tất nhiên là đang còn rất là đẹp. Và đây là chúng ta sẽ nhìn từ xa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là phía sau lưng của cây đài. Và nó nguyên bản từ kể cả là dây các bác nhá. Dây loa, rắc loa. Đây là dây nguồn, nắp pin zin nha các bác nhé. Để tem thông số này. Tem đang còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, model nâu CFS 1110S. Ok. Và sau đây em Tuấn sẽ test cái phần chức năng băng cassette cho các bác nghe. Các bác có thể là nghe được cái phần chất âm của nó. Tiếng cực kỳ là hay. Rất là to, rõ. Để nói về phần băng cassette của dòng đài này thì em Tuấn cam kết là băng cassette đang chạy tốt. Và âm thanh của dòng này thì bác nào đã chơi rồi thì cũng đã biết cực kỳ là hay. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt chạm thánh từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải. Tất cả phần cần gạt equalizer để hoạt động tốt. Cần loa trái phải cũng vậy các bác nhé. Đây là volume ạ.
nay anh đi rồi, làm sao em ngăn được? Thà vui đi cho chót đêm nay. Nhiều lần mình trăng bàn tay chuyện xa xưa ấy, thôi đừng nhắc thêm. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người thôi thương kiếp mà chi. Đường về ngõ tối hay. Tiếng cực kỳ là hay, tốc độ chuẩn, âm thanh cực kỳ là to và rõ các bác nhé. Cái dòng đài Sony 3 cây gậy này không bỗng nhiên mà rất được nhiều anh em tin dùng vì tiếng băng của nó ra rất là hay. Và sau đây em sẽ qua phần radio. Thì cũng trước khi đến với phần radio thì cũng xin mong các bác thông cảm vì bên em đang bật rất là nhiều đèn. Và ở trong cửa hàng rất nhiều thiết bị điện tử nên là cái phần sóng FM nó hơi sôi, mong các bác thông cảm nhé. FM dự án khu dân cư đô thị với ba cơ có tiến độ thực hiện. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, cùng với việc thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng thì các cấp ngành địa phương cần. Khi về nhà các bác thì phần radio nó sẽ bắt rất là tốt nhé. Ở nhà em là nó sẽ như vậy. Và em cũng xin báo giá lại một lần nữa. Chiếc đài này em giao lưu với giá là 4.500.000 đồng nhé. Bác nào nhanh tay chốt chiếc này, rất là đẹp. Em xin dùng từ là rất là đẹp các bác nhé. Và nếu sang đợt sau thì chắc là giá nó sẽ cao hơn đấy, khoảng độ 5 triệu cho đến 5 triệu rưỡi. Đó là cái mức giá mà đợt này em mua được rất là nhiều. Và ở trong kho em gom được khoảng chục cây nên là giá nó rất là tốt. Nếu như trước này mà đợt trước thì nó khoảng 5 triệu cho đến 5 triệu rưỡi là chuyện bình thường các bác nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của em Tuấn. Mọi chi tiết các bác xin liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444. Số điện thoại trên cũng là số Zalo của em. Và băng cassette thì bên em giao lưu với giá là 100.000 một cuốn, dòng Sony HF 90 phút, băng xịn nha các bác nhé, băng một nước xịn. Còn bác nào mà đặt hàng Maxell hoặc là dòng đặc biệt hơn thì có thể là điện thoại cho em riêng. Và riêng phần băng nếu bác nào mà đặt in, đặt thu theo chương trình thì các bác vui lòng đặt tiền trước cho em nhé. Và bên em có hai hình thức mua bán. Một là các bác có thể chuyển khoản đủ, em Tuấn sẽ tặng các bác hai cuốn băng. Còn bác nào mà có thể cọc tiền từ 500 cho đến 1 triệu, 2 triệu tùy theo giá trị của đài thì em Tuấn sẽ tặng các bác một cuốn băng. Và tất nhiên giá trên đã bao ship toàn quốc rồi. Rất là cảm ơn quý vị các bạn theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn.